chào mọi người. Hôm nay thì Nhân đang có mặt ở quán cà phê Chợ Đồ Cổ ở đường Nơi Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh nha mọi người. Và hôm nay thì đến đây để giới thiệu cho mọi người về một cái căn nhà rất là đặc biệt mà Nhân vừa phát hiện. Một cái căn nhà ở trên cây, ở trên ngọn cây luôn, khá là đặc biệt giữa Sài Gòn. Và đây là đường vào căn nhà. Đây, đứng đây là mọi người có thể thấy căn nhà ở phía xa xa ha. Đó, có cái cửa sổ màu đen đó mọi người thấy không? Và ở bên dưới nó là một cái cây me. Nếu như Nhân nói không lầm, Nhân thấy cái lá xanh xanh này như là cây me. Và bây giờ lên trên cho mọi người xem ha. Bước lên trên luôn. Giá này của anh Ngọc ngồi dưới này luôn. Cái nhà ở bên đây thì là cái nhà xây lầu lên bình thường thôi, phải không anh? Đúng rồi. Trước để chất những cái đồ cổ bán trong quán cà phê Chợ Đồ Cổ bình thường thôi. Còn đây mới là một cái nhà rất là đặc biệt. Một cái nhà nằm ở trên cái thân cây luôn, ở trên cái chán của cái cây này nè. Ủa mình có bước lên trên được không anh Thái? Không có, là bước lên trên được á. Em đi kéo đi, kéo qua đi, bắt đi đường nè. Anh Thái lên trước đi. Rồi em lên theo. Hôm trước thì không có cái cọng dây này nha mọi người, nhưng mà hôm nay không biết vì sao anh thấy chăng cái cọng dây này để chút mình hỏi thử, giờ cũng bước lên luôn ha. Ây da. Gia cố rồi, gia cố rồi. Dạ. Giới thiệu với mọi người thì ở phía trước kia là cái quán cà phê Chợ Đồ Cổ, và đang diễn ra ngày hội xe cổ và phiên Chợ Đồ Cổ. Hôm nay là sáng thứ bảy thì là sự kết hợp của phiên Chợ Đồ Cổ và ngày hội xe cổ, rất là nhộn nhịp ở ngoài kia. Và ở phía trong đây là một cái nhà rất là đặc biệt. Theo như giới thiệu với mọi người thì đây là anh Thái là một trong những chủ quán của quán cà phê Chợ Đồ Cổ ở đây. Và không biết thì cái nhà này là xây từ hồi nào vậy anh Thái? Nhà này xây lâu rồi đó. Phải được trên dưới 7 năm rồi đó. 7 năm. Và ban đầu thì vì sao mà mình lại có cái ý tưởng xây cái nhà này, và do ai xây lên vậy anh Thái? Cái này trước kia là anh Minh á, ý tưởng của anh Minh. Dạ. Yeah. Minh xây cái phòng này lên. Tức là một cái người chủ đất ở đây. Đúng rồi. Và xây lên là mục đích để làm gì anh? Để anh tối anh tới anh đàn anh hát gì đó. Anh thưởng thức nghệ thuật. Dạ. Và ở đây thì đủ chỗ cho khoảng 4-5 người ngồi quay một vòng gì nè. Rất là đặc biệt. Cái cây nó nằm ở giữa cái nhà luôn. Đó, từ đây em có thể biết chụp hình view dưới rồi. Dạ đúng rồi. Cái view rất là đẹp, ở đây đi được chứ hả? Được. Mưa nằm ngoài trời, sau này mới làm mái. Sau này có hiện tượng bảo tồn lắm, mới làm mái che nó. Xưa nó bị thấm nước á. Là qua một thời gian mà không có sử dụng nữa đó thì nó bị mối mối mọt và thấm nước mưa. Hiện nay đã gia cố cái bàn đế đó rồi. Cũng hạn chế cho người lên đây lắm. Cho nên mình mới rào cái cổng dây này lại nữa anh. Đúng rồi. Giờ chị đi ngắm bên ngoài thôi. Đúng rồi. Bên ngoài. Cái cây này là cây me hả ta? Me. Cây me cũng gọi là cổ thụ, cái gốc ở dưới thấy rất là bự. Cây này chắc phải vài chục năm rồi. Dạ. Gốc bự lắm, gốc dưới. Dạ. Rất là đặc biệt đó mọi người, cái cây nó nằm giữa cái nhà luôn.
Vậy thì cái này nó trụ vô cái gì anh Thái? À, cái phần dưới anh có làm cái phần đế. À, đế. Dạ. Đế. Chúng ta làm nghệ thuật coi. Nó có phần đế dưới đó. Trời, cái gốc me này chắc cũng phải 50-70 năm á chứ mới bự vậy nè. Phải, không lớn lắm. Nhánh nó không á, đứng dưới nhánh không. Không có bự lắm. Kinh khủng. Đó, dài cổ nè. À, ở đây là nhìn rõ được cái nhà hơn nè. Cái gốc me cực kỳ to luôn mọi người ơi. Ở đây thì cái nhà này có những cái miếng ván gỗ nè mà làm thành một cái bức vách. Bây giờ thì căn nhà không có sử dụng nữa, chỉ để cho mọi người đứng nhìn tham quan thôi. Và do là nó cũng xuống cấp sau một thời gian không sử dụng cho nên đã buộc cái cọng dây đó lại. Anh Thái đã buộc cọng dây đó lại, không có cho lên. Nhưng mà ngày trước thì mục đích của nó là để cho ca sĩ Cao Minh, nhạc sĩ Cao Minh, cái người chủ đất ở đây xây lên để mà thưởng thức nghệ thuật, tức là lên đó đàn hát uống trà và tối tối thì ngủ rất là mát mẻ. Cái phần này là mình ép vô mấy cây me luôn, mình lấy cái cây me này làm trụ luôn. Chù chù là bởi và những cái cây mà áp lực. Này cũng kỳ công ạ. Này căng dây cáp hay gì đây ta? Thời gian nó bị nó bị nghiêng á. Dạ. Sau khi cái cây nó phát triển lên đó nhân. À, cây phát triển lên đó. Cây nó cao lên. Cây nó cao lên đó. Nó triển lên nó sau thời gian đó. Trên dưới 10 năm mà. Phát triển thì nó có sự nên nó được nó lật nè. Yeah. Sau đó mới gia cố. À. Nếu nó đồng đều. À. Sau thời gian là nó có hiện tượng mục mà anh phải gia cố sắt nè, ép nè. Dạ. Cố ép. Đây gia cố ép. Để mà mình giữ nó lại ha. Mà để bảo tồn thôi. Mình bảo tồn nó lại. Bảo tồn rồi không cho ai lên thôi. Dạ. Yeah. Bị sợ lên bị nó sợ á, muốn là kiểu. Mọi người khi mà đến thăm nó có vợ cho nó luôn. À dạ. Mới đây lắm rồi. Dạ. Mọi người khi mà đến cà phê Chợ Đồ Cổ thì có thể đến chụp hình bên cái góc này. Thấy được nguyên một cái căn nhà trên cây. Rất là đặc biệt. Còn về hoạt động của quán cà phê Chợ Đồ Cổ thì mình sẽ giới thiệu với mọi người trong những video tiếp theo. Đây là một cái quán cà phê cũng khá là đặc biệt đó nha mọi người. Mọi người có thấy xe cổ rất là nhiều ở trong quán không? Và những gian hàng đồ cổ nữa. À, mình sẽ giới thiệu cho mọi người ở trong những cái video tiếp theo. Còn hôm nay thì cho mọi người xem một cái căn nhà rất là đặc biệt đó ha. Mọi người đứng chụp hình ở đây là rất là đẹp. Nhà rất là lạ. À, đây là phần trên á, bây giờ mình sẽ xuống dưới phần dưới xem cái góc của nó to đến như thế nào ha. Và cho mọi người nhìn ở những cái góc khác nhau luôn. Đây có rất là nhiều đồ cổ, đồ xưa, đồ lạc son. Một cái không gian rất là hoài niệm và một căn nhà rất là đặc biệt. Và cây me này nó vẫn xanh tốt nha mọi người. Nó vẫn phát triển rất là xanh tốt. Em có cái đĩa xin mời đẹp.
đây, cái gốc me nó nằm ở trong đây. Rất là to nhưng mà nó nằm khuất ở trong kia. Ok, một cái video nhẹ nhàng cho mọi người xem ha. Một cái ngôi nhà cổ cũng rất là đặc biệt ở giữa Sài Gòn. Ở đây là quận Bình Thạnh nha mọi người. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Nhớ đăng ký kênh của mình để cập nhật những video mới nhất nha. Và để ủng hộ mình có động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người.